kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Lê Anh Thiện lại đến đình một ngôi đình đường Cao Xuân Dục, quận 8, một ngôi đình cũng khá là cổ và có một cái hoạt động từ thiện đáng được chúng ta quan tâm, một cái sự hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa là tặng quan tài, tặng áo quan cho người đã khuất. Lê Anh Thiện cũng rất là may mắn được các vị chủ trì ở đây, quản lý ở đây tạo điều kiện để mà đưa cái thông tin này đến với mọi người. Dạ. Nói chung đình Phong Phú là coi như là làm từ thiện. Đây là coi như là nhờ sự đóng góp của bà con, gom góp là mua quan tài để bố thí cho những gia đình nghèo khó khăn, không có điều kiện chung cắt. Dạ. Thì đình ở đây sẽ cấp cho một cái quan tài và lo tiền quả táng. Dạ. Đó là nhà như vậy. Bây giờ một gia đình nghèo, dạ, người ta không có khả năng chung cắt. Dạ. Phải không? Thì là ở đây chỉ cần có cái đơn xác nhận của ủy ban phường là ở đây người ta sẽ có chạy hòm đứng ra coi như là lo tặng liệm, và sau đó là sẽ là chở đi thiêu. Dạ. Bao luôn tùy thiêu luôn. Dạ, dạ. Con hiểu rồi. Đó. Mà bà con ở tỉnh đâu được không chú? Coi như tỉnh xa quá không được, tại vì ở đây tỉnh là đã có cấp cho các tỉnh nè. Đó. Dạ. À, những địa phương người ta lên đây xin lần 15-20 cái. À, dạ, dạ. Đó là ở đây là coi như là cho về như mấy hội chợ chữ thập đỏ ra các địa phương á. Dạ. Là ở đó ta sẽ cấp lại cho người nghèo. Con hiểu rồi. À, dạ. Ở đây chỉ cho trên phạm vi coi như là thành phố. Dạ. Đó là những cá nhân thôi. Dạ, đó, dạ. Còn như ở xa thì người ta cho số lượng lần nhiều, 20 cái, 30 cái. Dạ, dạ. Đó. Nói chung là khi mà hậu sự xảy ra ở địa phương đi, cũng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Thì là bên đền ban quý tế đình là sẽ hỗ trợ. Ví dụ nè, bây giờ em ở là quận nhất thần nhiều quận 3 vẫn biết. Dạ. Em thấy gia đình đó khó khăn quá, em giới thiệu chỉ người ta là đây, xin cái giấy xác nhận của địa phương. Dạ. Là đem lại đây là người ta coi thế đó, người ta sẽ là cho chạy hòm lên lo tặng liệm. Dạ. Là chở đi thiêu. Dạ. Coi như là chi phí một cái hòm, cứ tiền mà coi như chạy hòm nó lo là khoảng 12 triệu. Dạ, trò quá quý, nghe mà em rất là cảm thấy xúc động. Thì em cũng sẽ bước đầu em cái kênh YouTube của em cũng sẽ quyên góp 1 triệu trước cho bên bên cái đình của mình để duy trì cái hoạt động, rồi em cũng qua cái kênh YouTube này em cũng sẽ phát lên để mà mọi người biết, nếu mà ai có điều kiện hơn thì sẽ hỗ trợ. Chỉ cần mình biết gia đình đó khó khăn quá thì mình giới thiệu người thân đó là lên cái ủy ban phường xin cái giấy xác nhận gia đình khó khăn, rồi lỡ đây là người ta coi đó ta xem xét giải quyết thôi. Dạ, thí dụ như cụ thể một người muốn, em nói ví dụ thôi, có nhiều cô chú thì người ta quyên góp thì em cũng sẽ nhận, để em sẽ đến đây hoặc là cho địa chỉ chi tiết luôn. Đúng rồi. Ví dụ như một cái như là khoảng bao nhiêu tiền anh? Nguyên một cái như vậy là nó là 1.050.000 phải không? 1.050.000 phải không? 1.500.000. À, 1.500.000. Nhưng mà mình thu tượng trưng là một phần vậy là 400 thôi, rồi mình lấy số nhiều gom là mới mua thành một cái, chứ không phải một cái vậy là 400 đồng. Dạ. Mình nói chung là mình đóng góp, thí dụ ai có tấm lòng nói là một lần đóng một cái là 400.000. Đó là đóng nguyên cái 1.500.000 cũng được, gọi là thí quan đúng không? Thí quan, thí quan. Dạ. Tất cả những cái là đều giống nhau hết ha. Giống nhau mà. Dạ. Không có gì khó. Dạ. Dạ. Nói chung trong 400 đó là có cái áo liền, có nhu cầu ngày đêm gì người ta điện thoại đến thì ở đây cũng có người phục vụ. Dạ, suốt 24/24 luôn ha. Rồi, quý vị, những mạnh thường quân nếu mà có tấm lòng thì hãy đến địa chỉ của đình Phong Phú. Đình Phong Phú, đường Phong Phú, số 46 đường Phong Phú, phường 12, quận 8. Dạ, số điện thoại anh? Số điện thoại thì nó có trên cái bảng. Rồi, cái cạc, lấy cái cạc nữa. Đó, em sẽ cập nhật thêm. Quý vị, một cái hình ảnh rất là thánh thiện, làm cho chúng tôi, những người làm chương trình vô cùng xúc động trước cái tấm nghĩa cử của ban quý tế của đình Phong Phú. Số điện thoại thì nó có trong này. Dạ, dạ, rồi lá em sẽ cập nhật thêm. Cái hoạt động của cái đình mình như vậy lâu chưa anh? Coi như là lâu rồi. Cái đình này là tính nay là 101 năm rồi. 101 năm. Mà cái hoạt động mà từ thiện này nó cũng khoảng là 6-70 năm rồi. Wow, dữ ha. Vậy là cũng biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khó khăn là đã được lo hậu sự rất là chu toàn từ tấm lòng của những người ở ngôi đình này. Cũng như qua kênh YouTube này lên thì rất là mong quý vị mạnh thường quân nếu mà có điều kiện thì hãy cùng chung tay góp sức để ban quý tế đình phải duy trì mãi cái công việc vô cùng thầm lặng và đầy ý nghĩa này.
người ta thường nói là sống thì có nhà, hát thì được cái quan tài. Nơi đây đã làm rất là trọn vẹn cái điều này. Đây là đường cao su Dục, quận 8 ha. Hôm nay Lan Thiện đến một cái ngôi chùa ở trên con đường này để gieo duyên. Chùa tên là chùa Khả Diệu Đàm. Đây là cái cổng chính của chùa nha mọi người. Khả Diệu Đàm, Dư Đức Thiện Đường. Để Lan Thiện vào gặp sư trụ trì nha mọi người. Hôm nay chùa tổ chức cái lễ cúng cũng rất là trang trọng của người Hoa. Nên hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch rồi, thì là lễ gọi là lễ đóng cửa ngục. Một cái phong tục rất là hay của người Hoa. Hôm nay thì Lan Thiện sẽ đến để mà trao cái số tiền cúng dường của cô Thiện Mạnh Hùng ở bên Mỹ là 200 đô. Dạ thưa con chào chú. Dạ con xin gửi cho chú số tiền là 200 đô la Mỹ, con đã đổi được tiền Việt Nam là 4.6 20.000. Dạ, là của cô Thiện bên Mỹ, một cái Phật tử cúng dường cho chùa mình, con kính mong chú nhận giùm con ạ. Chú kịp. Có nghĩa là 4.620.000. Dạ, tương đương với 200 đô la Mỹ ha chú. Dạ. Rồi. Hôm nay mình đang chuẩn bị cái nghi thức cúng gì vậy chú? Không, bữa nay là vì đóng cửa ngục đó là tháng 7. Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7 ha chú. Đúng rồi. Dạ. Tại vì bữa hôm cúng Du Lan là bữa nay là ngày cuối cùng, thành ra phải cúng nữa. Dạ, con cảm ơn chú. Cái đó là giống như là hồi bữa giờ cửa ngục mở cho những cái vong linh về đây để mà đúng rồi. Hôm nay là đóng lại ha chú. Du Lan đó, mình cúng Du Lan đó. Dạ, Du Lan. Dạ, rồi chú ghi giùm con cái tờ luôn hả chú hay sao chú? Thì bây giờ đọc tên cái cô nào đó. Dạ, cô Thiện hả? Cô Thiện, tên Thiện. Để vậy thôi ha. Dạ, ở Mỹ. Mỹ ha. Dạ. Thì ngôi chùa này cũng rất là đặc biệt nha quý vị khán giả. Chùa có một cái chương trình từ thiện là tặng áo quan cho những người đã khuất. Bây giờ Lan Thiện sẽ cùng với bác này sẽ đưa chúng ta đi
và nghe bác nói một cái câu chuyện về cái việc mà làm từ thiện của cái ngôi chùa nằm trên đường Cao Xuân Dục quận 8 này nha quý vị. Dạ. Đây. Dạ không. Không mời chú vô trong sức. Chú tên gì chú? Quy. Chú Quy hả? Dạ, chú Quy là công việc của chú là làm gì ở trong đây? Tập vụ á. Dạ. À, thưa chú, cái kho này là thường là mình để cái gì chú? Để tháng thường là để hòm không. Dạ. Còn tháng 7 là gạo với mì. Vậy thì đến tháng 7 gạo mì thì những cái quan tài đó mình đem đi đâu rồi chú? Ngưng kêu nó trở lại, giống như mình ngưng mua. Dạ dạ. Đó, để dành để mà cứa gạo với mì. Dạ dạ, rồi con hiểu rồi. Thưa chú Huy, sẵn đây thưa chú cũng mong chú cho khán giả của kênh Lê Anh Thiện con biết được là cái quy trình mà tiếp nhận quan tài của mình như thế nào, rồi những cái đối tượng nào là sẽ được mình giúp đỡ khi mà có hậu sự xảy ra. Coi như thì cũng đơn giản á, là coi như là chuyện người mất là coi như cho tất cả, ai cũng cho hết, nhưng mà đa số là cho ở các tỉnh nó tới đó xin. Dạ. Tỉnh miền Tây đó, Đồng Nai, Sông Bé, Bình Phước, Long An, rồi Vũng Tàu, rồi này kia, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang vậy. Nói chung là mọi miền đất nước ha chú hả? À, chỗ nào xin cũng cho hết. Nghèo giàu gì ai có nhu cầu là mà cần. Coi như là có đơn hợp lệ là cho. Dạ. Tại vì những cái hội từ thiện, hội người cao tuổi ở các tỉnh đó, nó lại để nó xin, thì coi như là ở địa phương ở trên đó nó phải có địa phương nó xác nhận, ủy ban hoặc công an nó xác nhận là ở địa phương đó có cái hội từ thiện gì đó. Dạ. Họ bắt đầu ở đây đem cái đơn xuống đây là đi ký hẹn ngày nó chở. Hẹn ngày nó xuống đây để mà nó chở. Dạ. Mà cho một lần là 15 trái. À, cho cái giống như là mình cho những cái hội nào ở tỉnh khác hả chú hả? Đúng rồi. Còn những cái người mà giống như ở địa phương mình hoặc là vòng vòng Sài Gòn thì coi như là mấy cái bệnh viện này kia, mấy người vô gia cư đó chết thì chỉ cần đem cái giấy báo tử hoặc cái giấy khai tử ra đây là người ta cho một cái hòm với một cái bộ đồ liệm. Dạ. Thì còn cái việc mà tẩn liệm là chạy chỗ mình lo luôn hay là sao cái chú? Địa phương ở đó nó lo. Lo hả chú? Mình chỉ cho tặng cho một cái áo quan với một bộ đồ. Thì... nhưng mà cái trường hợp mà một người rất là ít. Dạ. À, đa số là ở mấy các tỉnh nó xin không. Dạ dạ. Rồi cái thường thường cái giá trị của cái quan tài đó khoảng bao nhiêu tiền nha thưa chú? Nếu mà mua ở ngoài á, chùa mua thật tình là 1.8 triệu một cái. Dạ dạ. Đó, nhưng mà khi mà lợi bố thí là chỉ tính có 300 tỷ thôi, mình nói cho người ta có cái khả năng ta cúng vô. À, nói chung là đến đây mình vẫn mình nói là 340.000 tượng trưng thôi để cúng. Đúng rồi. Cái hình thức cúng nó là như thế nào mà phải cúng vậy chú? Thì mình nói cái giá nó vậy cho người ta có khả năng người ta cúng. Dạ. Cúng vô, chứ mình nói giá 1.8 triệu thì người ta có. Nhưng mà ví dụ người ta không có 340 luôn được không chú? Cũng cúng 200 cũng được. Tôi thí quan 200. À, gọi là thí quan đó, cái điều con muốn hỏi vậy đó. Giống như là cái nó phải có cái gì đó giống như cái thủ tục. Một đồng cũng được phải không chú? Rồi. Nhưng mà gọi là thí quan. Bây giờ mình muốn thí quan mà mình không có đủ 340 là tôi thí quan 50.000. Dạ con hiểu ở rồi. Trong chùa cũng ghi là cái biên lai ở dân A thí quan 50.000. Dạ dạ. Rồi con hỏi câu cuối nữa, nó đứng trong đây hơi nóng con cũng xin lỗi chú. Thì thưa chú, thì những người mà người ta muốn thấy cái tấm chân tình mà cái công việc từ thiện của chùa mình nó quá tuyệt vời vậy đó, mà mọi người muốn cái sự quyên góp giúp đỡ ủng hộ thì như thế nào chú? Thì con như là ở nước ngoài ở đây thì không có cái gì mà gửi về á, cái đó tôi không biết kêu cái gì thì chỉ có ví dụ muốn gửi thì gửi người thân đem ra chùa cúng rồi ghi cái biên lai. À dạ, giống như là nói là tôi muốn đúng góp để mà giúp áo quan cho người nghèo. Đúng không chú? Bao nhiêu bên mình là cũng tiếp nhận ha chú ha. Cũng tiếp nhận ha. Và dạ, cái hình thức này của mình hoạt động là bao lâu rồi? Lâu rồi, mấy chục năm rồi, hồi trước giải phóng lận. Dạ, rồi con cũng mong chú nói rõ lại cái địa chỉ tên chùa của mình cho mọi người biết. Ở đây chùa Khả Vô Đàm này là 158 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8. Dạ. Rồi con cảm ơn chú Huy, con chúc chú lúc nào cũng bình an để mà lo cái những cái công việc rất là tươi tốt đẹp nha chú. Đây quý vị, đây là cái kho của ngôi chùa, nơi mà những cái tháng không phải tháng 7 là nơi chứa những cái áo quan để phục vụ cho người nghèo. Nhưng mà tháng này thì tháng chứa gạo với những nhu yếu phẩm để giúp đỡ trong tháng 7.